Ok nè, ok bây giờ mình quay trở lại có tiếp còn thương mại cái con web thương mại điện tử này nha. Ok thì hôm trước cái chỗ làm cái label này mình đi copy một cái ảnh trên mạng về nên đâm ra nó cũng hơi xấu. Bây giờ mình ngồi mình vẽ lại bằng Photoshop ha, cho nó đúng như thằng bên này. Đó, nhưng mà cái này của mình vẽ hơi hơi nhọn nha. Nên kệ kệ nó đi. Thì vẽ xong rồi mình sẽ lưu đây, mình đã có hai cái một cái trending với lại một cái new rồi đúng không? Ok bây giờ mình sẽ thay hai thằng đó nha. Rồi trước tiên thì mình sẽ chạy con này lên cái đã. Trong quá trình đó thì mình sẽ ngồi xem lại nha. Mình sẽ chỉnh lại cái thằng này để lấy cái đầu nhọn này cho nó nhọn lại ít ít nhọn lại một tí ha. Ok nè. Thì trong quá trình đợi em start, trong quá trình đợi con app mình chạy lên thì mình sẽ sửa lại xí, đã làm thì làm cho nó ok luôn nha. Ok thì trong quá trình đó mình đợi thì mình sẽ bao lại. Ok nè, thì con app mình nó đã chạy lên đúng không? Hôm bữa mình để cái này này nhìn nó xấu đúng không? Không đẹp. Bây giờ mình đã vẽ lại rồi, vẽ lại nó bớt nhọn hơn cái đầu này rồi đúng không? Rồi đâu đó nó về rồi, bây giờ mình sẽ để lại đi, cái cần thì mình lấy tiếp. Bây giờ mình đã bỏ nó vào trong cái thằng asset này rồi, hai thằng new này và thằng trending đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thay hai cái ảnh nó vào cái ông product này. Mình đang có label này với lại label blue thì chỗ này mình sẽ sửa lại thành là mình import cái thằng new từ cái ông new và import cái ông trending từ cái ông trending nha. Trending. Rồi bây giờ nó báo lỗi gì đây cái khùng à. Bây giờ chỗ này này mình sẽ là is new thì mình sẽ để là new, còn nếu không thì mình sẽ để là trending. Sẽ là import này, new này, from này, bị gì ta, asset new chấm bin gì, ok lưu lại nó bị lỗi gì nè, token dấu ngoặc này là sao à, sẽ cần chuẩn z lại nha. New à, cái chữ new không được anh em ạ, mình sẽ để label bằng chữ new benzy này và sẽ để từ trending. Mình để chữ new nó không được nha, chữ new là chữ đặc biệt á, nó không được. Bây giờ mình sẽ để là trending thôi. Đó thì như này này, nếu mà được thì label, không được thì sẽ là trending. Được lại. Và cái chỗ mà CSS cái vị trí này mình sẽ sửa lại nha. Đó, cái chữ mình nó như này đúng không? Và tiếp theo là cái chỗ này nè. Mình sẽ bỏ đi. Bỏ đi cái chỗ này nha. Bỏ đi cái dòng này. Cái chỗ này mình sẽ không xét quick nữa. Absolute top là 0 này. Left là 0 này. Ok. Object được rồi. Rồi nó ra như này, chữ nó to đùng đúng không? Bây giờ mình muốn nó ở bên phải màn hình thì mình sẽ để là thằng này mình sẽ coi width height của nó là bao nhiêu nha. Tầm này là 70-25, chỗ này thì mình sẽ để là width 70 pixel hay là 25 pixel. Top mình sẽ để là 100% hoặc là mình sẽ để là top 0. Cái này mình sẽ sửa lại thành right. Right là 0 này. Offset sẽ là cover này. Rồi, được rồi. Xem nào. Rồi, cái của mình nó như này.
cái chữ mình phải cho in đậm nha, nếu mà viết nhỏ như này thì cái chữ mình nó nhỏ quá nhìn không đẹp lắm. Cho là 100 rồi nè, hay là 45 rồi nè. Đúng ra là mình này là hay là 35 rồi nè. Đây là cái hình của mình đó. Đây, nhìn cũng được đúng không? Nhưng mà cái chữ này nè, đúng ra mình nên để cái chữ này nó đậm hơn. Ok, đợi mình xem. Ok nè, chữ nó đậm hơn tí đúng không? Thay mình thay ảnh rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp cái điều đẹp, điều à còn một cái nữa là anh em để ý là khi mà mình hover vào cái thằng này á, nó hiện lên ba cái option này, anh em thấy không? Nó hiện lên ba cái option như này. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm ba cái option này nha. Cùng với lại cái thằng daily deal này. Đúng ra mình sẽ viết một cái hàm để mà render ra sao này, nhưng mà hiện tại là cái sao mình chưa có. Ok, thì khả năng cao là mình sẽ đi fetch cái sao này trước, sau khi tới lúc mà mình làm cái chức năng là post sao á, rating thì mình sẽ là reset data lại nha. Rồi, để xem nào. Bây giờ anh em vào trong cái file insert, trong cái insert data này, cái chỗ product này á, thì thằng product nó sẽ có một cái để mình xem nào. Bên cái model product này, nó chắc chắn phải có một cái gọi là rating này. Nó sẽ có một cái gọi là total rating nha nè. Ok, nó là cái con số này, thì mình sẽ cho nó random từ 0 đến 5 nha. Thì chỗ này này, nó sẽ là total rating này. Có S không nhỉ? Có S nha. Đó, thì thằng này mình sẽ cho nó là random từ 0 đến 5 đúng không? Thì mình sẽ làm max chấm round, mình sẽ làm tròn nha, tại vì cái hàm random nó sẽ random ra cho mình một số từ 0 đến 1. Và số đó là số có rất là nhiều chữ thập phân, thì lúc này anh em sẽ là làm tròn nó max này chấm round này đó, max chấm random chứ random đó, thì mình sẽ random ra một con số, sau đó mình sẽ nhân lại 5, thì lúc này nó sẽ random ra cho mình là từ 0 đến 5 và nó có số lẻ đó, thì nó sẽ làm tròn ra đây. Ok chưa? Rồi lưu lại. Rồi nhiệm vụ của mình là bây giờ mình sẽ lên cái Mongo Compass này, drop đi cái bảng product cho mình, drop nó đi. Ok, sau khi drop được cái bảng product là anh em lưu lại cái bấm vô cho mình cái thằng insert HTTP này. Được chưa? Bấm cho mình send lại cái thằng insert này để chèn vô cho thằng product nha. Ok, sau khi nó hiện chữ đồng thì anh em lên đây này, reload lại. Ồ, copy connection, connection info. À, nó có cái database này. Reload lại. Đây, nó đang có cái bảng product cho mình đây. Rồi, nó đang load data nha. Thì lúc này em sẽ thấy là cái total rating nó đang có số này. Được chưa? Thằng này là số 5 này, thằng này là số 1 này. Đó, thì lúc này là mình đã có total rating rồi. Thì bây giờ chạy vô trong cái thằng entity của thằng React nha. Trong cái thằng entity này này, mình có một cái file helper này. Thì chỗ này mình viết những cái hàm mà để phụ trợ đúng không? Thì để mình xem nha. Để mình note lại cái này đi, để mà việc cài lên. Rồi mình sẽ vào cái mình nốt lại, thằng này sẽ là cái hàm gọi là gì, thì cái tên của nó là không cần nốt đâu, cái tên hàm cũng là nói tất cả rồi. Bây giờ mình sẽ export thêm một cái hàm khác, nó sẽ là một cái hàm gọi là render style nha, from number đi. Rồi thì đầu vào của mình sẽ là một con số, một con số đầu ra của mình mong muốn á, là mình sẽ return ra những ngôi sao, một cái mảng chứa những cái icon ngôi sao nha. Thì để mình xem nha, nếu mà nó có hai cái, một á, là anh em chỉ hiển thị cái số sao màu vàng thôi, như giả sử như thằng nào mà 4 sao thì nó hiển thị 4 sao, không có hiển thị thứ năm. Còn có trường hợp thứ hai á, là nó sẽ có cả 5 sao, lúc nào nó cũng có 5 sao, nhưng mà nếu mà thằng đó 4 sao thì nó sẽ là 4 sao vàng và một sao sẽ, tức là 4 sao sẽ màu vàng và một sao sẽ màu trắng, kiểu nó hiển thị là sáng 4 sao á. Nó hai cách làm, thì bây giờ mình sẽ làm theo cách cách thứ nhất thì quá dễ đúng không, thì có bao nhiêu thì mình render bấy nhiêu sao thì nó không có nói gì cả. Còn cái thứ hai là mình sẽ là
mình lúc nào nghe thì 5 sao, và tùy theo cái số mình truyền vào thì mình sẽ cho nó là bao nhiêu cái số sao sáng. Thì bây giờ quan trọng á là anh em qua trong cái thằng icon này này, file icon này coi thử là có cái ngôi sao của có cái hình ngôi sao chưa. Mình đang cần hai cái loại ngôi sao, một là một ngôi sao là sáng và một ngôi sao trắng đúng không. Thì vào cho mình cái icon, tìm gọi cho mình cái chữ star thôi. Thì lúc này nó sẽ có hai cái số sao này đó, một sao sáng và một sao star này này. Nếu anh em làm kỹ á, thì anh em sẽ có thêm cái sao giữa này nữa, nếu mà dùng cho số lẻ đó, dùng giả sử như 4.5 thì mình sẽ hiển thị một nửa như này đó. Thì cái đó là anh em sẽ nâng cao lên kiểu phát triển ra thêm thôi. Còn bây giờ mình sẽ viết cho anh em hai cái này thôi đó, mình sẽ copy cả hai cái số sao này vào. Ok, AI này, trong này AI này, tiếp theo là cái sao outline này. Rồi ok nha, mình đang có hai, mình đã import được hai cái sao AI rồi. Qua bên này import nó vào, chỗ này mình sẽ import icon này, from icon. Rồi trong này mình sẽ là constructor bằng icon. Rồi bây giờ mình sẽ import cái icon của mình vô. Đầu tiên là outline này, thứ hai nữa là fill star này. Đó, mình có hai ngôi sao này đúng không? Thì lúc này mình sẽ sử dụng thằng này để mình làm. Thì trước khi làm cái này mình phải phân tích nha. Phân tích như thế nào? Đầu tiên nha, thì giả sử như người dùng như cái hàm của mình có nó truyền vô là 4 đúng không? Thì mong muốn của mình sẽ có một cái mã như thế này. Thì mình sẽ tạm gọi cái sao mà sáng là fill nha, còn cái sao mà không sáng sẽ là outline đúng không? Thì chỗ này mình sẽ là để 001 nha. Sao mà sáng mình sẽ để là một, sao không sáng để số 0 đi. Thì bây giờ khi mà 4 thì mình sẽ làm một cái mảng như này này, icon nó như này, nó sẽ là 4 số 1 và một số 0 đúng không. Đó, thì cái số 1 này tương ứng với lại cái icon này này. Đó, tương tự với giả sử nó truyền vô cho mình là 2 đi đúng không, thì mình sẽ phải trả về cho mình là 11 và 3 số 0 đúng không, không như này. Đó, thì khi mà render ra thì nó sẽ render ra cái icon này thôi. Thì mình được viết như thế nào, thì đầu tiên mình phải làm một cái vòng loop thôi. Đầu tiên tạo một cái mảng này, constructor sẽ đặt là star đi, một cái mảng nó có tên là star array đi, hoặc là star cũng được, nó sẽ là một cái mảng rỗng này. Đó thì mình sẽ return cái gì, mình sẽ return cái mảng này ra, được chưa. Rồi tiếp theo là bây giờ mình có nhiệm vụ là dựa vào cái số truyền vào này để mình boost cái sao outline hay là sao fill. Thì mình sẽ làm hai cái vòng loop, một cái vòng for đầu tiên là let i này, let i bằng 0 này, i bé hơn là number nha. Chỗ này em giả sử như nó truyền vào một cái string thì mình sẽ làm sao, nên em phải để dấu cộng number nha, để chuyển nó sang thành số. Nhưng mà nhiều khi nó lại nan á, nên nếu mà anh em chuyển một cái đoạn text vào đây thì thằng này để dấu cộng ở trước nó sẽ ra nan. Thì chỗ này em phải check cái số truyền vào phải là số, nếu không thì mình sẽ return ngay chỗ này luôn, if này. Nếu mà number này, number của cái thằng number mà là nan thì mình sẽ return ở đây, được chưa, mình không có chạy cái hàm này nữa. Còn nếu mà nó không, nó là số thì mình sẽ chạy vào đây đúng không. Thì mình lúc này mình sẽ để dấu cộng ở đây rồi, và còn một cái đối số của vòng for nữa, đó là y cộng cộng. Ok, thì y sẽ đi từ 0 đến cái số này, cái số này sẽ là cái số sao sáng đúng không. Và mình sẽ làm cái nhiệm vụ là star chấm boost đó, mình sẽ boost boost cái gì, mình sẽ boost nguyên cái icon này đi vào này đúng không. Mình sẽ boost cái icon là AI này, AI fill đó, mình sẽ boost cái này vào trong cái array star này, được chưa. Thì giả sử như nó truyền vô cho mình là số 4 thì mình sẽ đi từ 0 đến 4. Ơi, cái này là nhỏ hơn đúng không? Nhỏ hơn tức là nó đi từ 0 đến 3 là bao nhiêu? 0, 1, 2, 3, tức là nó sẽ nhập vô 4 ngôi sao, được chưa? Giả sử mình truyền số này vô là 2 thì nó sẽ đi từ 0, 1 đúng không? Thì lúc này nó cũng sẽ là nhập vô cho mình hai cái số, hai cái ngôi sao này. Rồi, bây giờ còn một cái nhập cái số sao không sáng nữa, đúng không? Thì mình cũng sẽ là đi. Đó, mình sẽ xóa này đi, mình sẽ copy thằng này cho nhanh. Đó, mình sẽ đi từ đâu? Mình sẽ đi từ 5 đúng không, y bằng 5, đi về đâu mình sẽ là y trừ trừ này, mình sẽ trừ xuống cái số number này đó. Và khi mà y mà vẫn còn lớn hơn số number thì mình sẽ boost cái thằng outline này đó. Thì bây giờ mình sẽ check lại cái logic của mình như thế nào. Đây là 5 đúng không, giả sử như y truyền vào là 4 thì thằng này nó đẩy vô là 4 rồi sao là đúng rồi. Bây giờ giả sử y truyền vào là 4 xuống thằng này thì là 5
năm đúng không? Thì giờ quay lại là nó cũng sẽ đẩy cho một ngôi sao đúng không? Giả sử xuống 4 thì 4 nó đâu có lớn hơn 4 đâu, đúng không? Thì lúc này mình sẽ đẩy cho một ngôi sao sáng, vậy là đúng đúng không? Giả sử như là 2 đi, thì thằng này sẽ là 5 4 3, số 2 nó không đẩy thì nó sẽ đẩy cho 3 số 0, hợp lý đúng không? Rồi, thì coi như là cái thằng hàm này mình viết xong rồi đúng không? Rồi. Để xem nào, bây giờ mình sẽ sử dụng cái thằng này để mình áp dụng vô cho cái thẻ product của mình. Mình sẽ là gì? Import trong cái thằng helper đúng không? From đâu đó ở until này và helper này. Rồi, trong này nó sẽ có một cái hàm gọi là render star này. Render star from number. Đó, thì ở dưới này mình đang có title. Bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa, mình không cần cái class name này đâu. Bỏ đi. Bây giờ chỗ này mình sẽ cần gọi cái hàm gọi là gì? Render star from number này. Đó, mình sẽ bỏ cái gì vào? Product data. Chấm star thôi. À, không phải nha. Anh em bình tĩnh nha. Chưa lưu vội. Mở spec cái con app của mình lên này. Bấm vào cái network này. Reload lại trang này, coi cho nó gọi là API này. Sau đó là mới đây. Anh em chạy vào đây, chạy vào product, bấm vào một cái xem thử là nó hiển thị cái gì. Đây, nó sẽ là total rating nha. Copy cái thằng này. Bỏ vào đây, lưu lại. Ra xem thành quả. Rồi anh em thấy không? Mình sẽ ra ngôi sao rồi đúng không? Đấy, thằng này nó ra sao nè. Thằng này số 0 là nó không ra. Số 0 là sao nó không có nha? Thằng này không có sao à. Đó thì bây giờ năm thằng này nó đang ở hàng dọc. Nhiệm vụ của mình là select cho nó nằm hàng ngang, đúng chưa? Thì chỗ này mình sẽ là class name này. Flag này. Flag cái là nó sẽ nằm ngang ngay. Đây, mình flag cái là nó sẽ nằm ngang ngay, được chưa? Đó, và nhiệm vụ của mình là số sau này sẽ là màu vàng nha. Thì bây giờ mình sẽ để ở bên cái helper này này, thêm cái thuộc tính cho nó là color là orange nha, mình sẽ để là orange đi, một cam nha. Ở dưới này mình cũng sẽ để color là orange này. Rồi, lưu lại. Rồi, anh em sẽ thấy là mình đang có sao như thế này. Được chưa? Và cái thằng này này nó bị hụt là hụt cái thằng này do nó không có số sao, thì mình sẽ check xem là thằng này nó chiếm bao nhiêu hay. Anh sẽ thấy là cái con hàng này của mình đó nó đang chiếm. Đây, để mình chọc vô cái thẻ span này luôn. Đây, nó đang chiếm là 16 nè. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ để nó hay nó là 16. Mình sẽ set hay cho nó là 16. 16 là hay là 4. Thì khi đó cái ông kia ông sẽ bị thụt xuống. Đó, ông này ông sẽ bị thụt xuống này. Và nếu mà nó để hở như này thì nó bị dở quá đúng không? Giả sử như cái thằng nào không có sao thì nó sẽ bị dở là nó bị hở như này, đó là xấu. Thì lúc này mình sẽ convert cái, mình sẽ đưa cái số sao này nằm dưới cùng, cái giá lên trên. Hoặc là mình sẽ đưa lên trên cùng, cái tên xuống dưới. Đổi nhau thôi. Mình sẽ đưa để lên trên đi. Lưu lại. Rồi, thằng này 5 sao, đó, như này là nhìn hợp lý hơn đúng không? Thằng này có sao thì nó sẽ bình thường, nhìn nó không có bị ấy lắm. Đó, thằng này có sao này, 1 sao này, thằng này 4 sao này, đó, này 3 sao, vậy ok nha. Tiếp tục là bây giờ mình sẽ làm cái hiệu ứng là khi mình hover vào á, ổng hiện lên ba cái lỗ, ba cái option. Đây, hover, vừa hover vào cái ảnh nó sẽ hiện lên ba option, thì cái này mình làm sao? Đầu tiên mình sẽ làm một cái combo định là một cái option đúng không? Thì anh em để ý là ở cái cách mình tư duy mình làm á là em nhìn này, ba thằng này nó nhìn nó là khác nhau đúng không, nhưng mà thực ra nó là giống nhau cái gì nữa, nhưng thực ra nó là giống nhau đúng không? Đây này, nó đều là cái hướng như nhau này, hình dạng như nhau này, chỉ khác nhau cái chức năng thôi. Thì nó sẽ là quy về một cái component nha. Mình sẽ ghi nó là component gì mình không biết tên, thì mình sẽ qua đây này, đây này, anh em chọn vô trong cái thằng product này đó, bấm vào cái thằng hover này, hover vô đó thì mình sẽ hiển thị thằng này. Bây giờ mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ chọn vô đây. Sẽ nhìn cái tên này, nó là select option. Nó tên là select option thì mình sẽ đặt tên là nó là select option luôn. Cái cách mà lười cái tên đó. Select option. .set. Rồi. Tạo một cái folder mới, cái folder này là select option rồi ba. Ờ lưu lại. Để xem nào, nó usage trong size 3, trong size 3 mình đâu rồi, trong cái size 3 nó kêu trong size 3 mình dùng cái à này bỏ đi, mình đã gọi ở ngoài thì mình không cần mấy cái này, mình bỏ đi để nó warning đi, nhìn khó chịu quá. Rồi lưu lại.
Rồi, còn cái USD ở trong cái ông Home đó. Trong này hàng này mình cũng không xài đúng không? Bỏ đi. Để nó ấy khó chịu quá. Rồi, còn một cái nữa là trong cái thằng app slide này nó kêu là không được truyền vô một cái empty object. Cái warning này á là anh em nên sửa nha để cho con app mình nó chạy ok hơn, tại vì này nó warning nó ảnh hưởng nhiều, cái warning nó sẽ ảnh hưởng á. Đó, anh em vào trong cho mình cái app slide này, nó kêu là thằng này không được để trống, thì bây giờ mình cứ để ngay thôi, mở nó ra thôi luôn lại. Ủa không phải à, không phải thằng này là thằng nào nhỉ? À đây này, thì mình sẽ là comment thằng này lại, bỏ thằng này đi luôn lại. Rồi, nó nói gì nữa đây? Trong cái thằng app.js, thằng app.js có một cái gì effect missing dispatch. À ý là trong này này mình đang dùng dispatch, nó kêu là bỏ thằng này vào trong cái dependency này, là cái này thực ra cũng không cần đâu nha. Thằng này bỏ vô cũng được, chả ấy lắm. Được rồi. Thôi cái này khỏi đi, lười quá. Ngồi đánh mở. Ok, bây giờ làm thằng này đi. Thằng này đại khái là nó là một hình tròn thôi, để coi kích thước nó là bao nhiêu thôi à. Đây, kích thước nó là bao nhiêu này, nó là 40 40 thôi. Bây giờ mình sẽ là select cho import nó ra, file index cái đã. Giờ file index import nó ra cái đã nha. Is này. Nó sẽ là select option. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ là import nó ra cái file product để mình làm trên cái file product này luôn, đi chưa? Nó mình chưa import cái thằng nào à? Import from, tức là hai thằng này nó ngang cấp nhau á, nó chung một folder á, thì mình sẽ để như này thôi. Trong này mình sẽ có là select option đó, và cái thằng select option này nó đang nằm trên cái thẻ của mình á, đúng không? Thằng cỡ này nó đang nằm trên cái thẻ lại, thì bây giờ mình sẽ là để xem nha, cái hình cái thẻ đây này mình sẽ xác định đây là nguyên cái thằng deep này nè, là nguyên cái thẻ của mình nè, border này đó, nó là nguyên cái thẻ của mình. Bây giờ mình muốn nó nằm, và thằng này thường nó sẽ nằm giữa, đâu đó nó nằm dưới dưới cái bức hình lại, thì mình sẽ làm cái deep này nó đang relative deep này đó. Anh em chỗ này anh em bỏ cho mình một cái thẻ deep, một cái thẻ deep, xong trong này anh em sẽ gõ cái chữ gì đó cũng được, sau đó là cho nó class name là absolute, và để cho nó nằm trên của cái thằng thẻ này lại thôi. Sao nó gợi ý nha, máy mình hơi lag đó anh em. Rồi class name mình sẽ để là absolute này đó, thì lúc này là thằng này nó sẽ nằm trên lại, nằm trên cái thằng thẻ đi hình ảnh của mình rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho bottom là không này, cho bottom là không nha. Rồi mình sẽ cho nó một cái background dễ nhìn này, red 500. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem thử là cái chữ icon này nó đang nằm ở đâu nha. Sau đó mình sẽ ra mình chỉnh lại thôi, chứ không cần phải select một lần cho chính xác đâu. Rồi, đợi nó lưu lại à. Đó, thì ra ngoài bên cái con của mình, anh em sẽ nhìn thấy là cái chữ icon nó nằm đây liền, thấy chưa? Là đúng ý mình đúng không? Quan trọng bây giờ mình sẽ cho nó nằm giữa thôi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình á là bỏ cái thằng gọi là select vào đây, select option vào đây, được chưa? Và bỏ cho mình luôn cái màu của thằng này đi, màu để mình test thôi. Là bây giờ mình sẽ lưu lại, lúc này em sẽ lấy select option ở đây, và chỗ này mình sẽ là flag và cho nó là JC, tức là justify center, là nó sẽ căng vô giữa này đó, nó sẽ căng vô giữa, nhưng mà nó không căng vô giữa là do tại sao nó là không căng vô giữa, tại vì mình chưa cho nó width, chưa cho nó width cho thằng div này. Thì bây giờ mình sẽ cho nó là left là không và right là không đó, thì nó sẽ ăn cái width của thằng cha này theo đúng cái logic nha. Đó, nó sẽ ăn cái width của thằng cha này, sau đó là khi mà nó đã full width thì cái việc justify center nó sẽ cho nó vô nằm giữa như này, được chưa? Và mình sẽ có gọi là ba cái ông, đúng không, ba cái ông select option, được chưa? Mình sẽ có ba ông select option, ông như này, và nó chữ dài quá thì mình sẽ cần để một cái chữ chữ s thôi, là mình sẽ test xem là ba ông này nó sẽ dính sát nhau nè. Đó, và chỗ này nó phải cách nhau ra đúng không, thì chỗ này mình sẽ cho nó là gap, gap là 3 hay 4 cũng được, là 2 đi. Được rồi, là ba thằng này sẽ cách nhau ra.
Được chưa? Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là thay cái S này bằng cái icon thôi. Thì mình đang có ba cái icon, một cái là con mắt, hình con mắt, nó sẽ là eye. Nó sẽ là eye thì mình sẽ để lấy eye của AI này. Rồi, đi vào trong cái thằng icon. Import nó vào thôi. Mình đang có một cái gọi là eye này. Một cái option, một cái hình hình giống hình menu á, mà mình thấy hình menu nó không hay. Nên đó, để hình này nó mới hay nè. Để cái hình cái giỏ hàng nó mới hay. Buy now á. Còn hình này sẽ là option đó, sẽ là option đó. Hình này là thêm vào giỏ hàng này anh em ạ. Nhưng mà khả năng cao là mình sẽ là để cái nút mà khi mình bấm vào nó đi qua cái trang detail nha. Mình sẽ để cái dấu mũi tên này, mình sẽ để là menu thôi, mình sẽ ghi là menu. Đó, nó sẽ ra này. Và cái thằng AI menu này. Tìm một cái thằng menu nào nó đây, IO menu này, nhìn nó hợp lý hơn này. BI menu cũng được. Rồi, mình coi thử mình đã có một cái thằng IO nào chưa. Mình chưa có import từ cái thằng IO. Thì bây giờ mình sẽ mở cái import mới là from React Icon này và IO. Rồi, bây giờ bỏ thằng này xuống dưới đây. Tiếp theo là mình sẽ cần một cái gì nữa ta? Ra ngoài, check xem hôm nay còn một cái hình gì nữa. À, một hình trái tim để vào cái wishlist đúng không? Thì chỗ này mình sẽ để là hết rồi. Rồi, trong cái host này có đầy đủ hết, muốn hết như thế nào, BS hết đi. Chọn thằng này. Phải nè, bỏ qua. Anh em có một cái trick nữa là khi mà anh em import á, bỏ qua đây nha, import vào mà thằng này nó không có đổi màu á, thì tùy theo cái theme của VS Code mà anh em sử dụng thôi. Thì mình đang dùng cái theme basic của nó, thì khi mà nó import thành công thì thằng này nó phải ra màu vàng. Nhưng mà anh em bỏ ở đây này, nó không ra màu vàng, tức là mình chưa import được nó. Nếu mà anh em lưu lại nó sẽ bị lỗi thôi. Thì qua đây mình sẽ lấy lại cái thằng menu này, lấy lại một cái icon khác thôi anh em ạ, không mắc gì mình phải cố chấp đâu. Lấy một cái menu, tao lấy thằng AI luôn đi, xóa thằng này đi, bỏ vô cho thằng AI này luôn, thay nó, được chưa? Và mình sẽ là copy vào thằng này, bỏ qua trong cái thằng product này này, mình sẽ truyền từ trên xuống nha, chứ không phải là import icon này. Rồi, con này bỏ vào đây, from đây bằng bằng icon đó, thì như này nó sẽ thấy là ba này nó sẽ sáng này, được chưa? Rồi, được rồi. Thì ba thằng này đã màu vàng rồi, thì chứng tỏ là mình nên bọt không bị lỗi. Sau đó mình sẽ chuyển thằng này vào đây, mình sẽ để là icon này bằng thằng này, mình sẽ truyền vô nguyên cái icon luôn nha, mình sẽ truyền nguyên cái component xuống luôn á, chứ không phải là truyền theo kiểu kia cũng được, nhưng mà mình khuyên anh em truyền cách này nó dễ làm hơn. Rồi, rồi bây giờ mình đang truyền vô ba cái icon xuống dưới như này. Thì ở trong cái thằng selection này này, mình sẽ nhận vào cái gọi là icon, được chưa? Và trong thằng này mình sẽ truyền một cái icon vào đây đó. Thì như này thôi là anh em sẽ thấy được ba cái icon, nó thay vì ba chữ S thì nó sẽ thấy, anh em sẽ thấy ba cái icon, được chưa? Và ba cái icon này mình sẽ bọc nó đây, nhìn nó sẽ nét là nổi bật lên cái thằng đó đúng không? Đây này, đó nó có border này và nó có 40 thì phải, hồi nãy mình check cái width của nó là 40 đúng rồi. Bây giờ mình sẽ CSS cho thằng này thôi. Class name này. Width thằng này là 40 thì sẽ đâu đó là 10 này. Đúng không ta? Đúng rồi, height sẽ là 10 này. Rồi, background của nó sẽ là màu trắng này. Rồi, muốn là nó tròn hình tròn thì anh em sẽ là ra full thôi. Ra full và cho nó cái border nha. Rồi, cho nó một cái shadow, shadow nhẹ nhẹ thôi, thì tầm shadow MD là được. Đó, để xem thử là nó có nổi lên không nha. Rồi, lưu lại chờ nó lưu xong á, ra đây xem nào. Cái ông của mình nó có nổi lên không? Anh em sẽ thấy là nó đã nổi lên rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đưa ông này vô trong cái này cho nó chính vô trong hình tròn thôi, thì cho nó là flag item center và JC đúng không? IC JC là thằng này nó sẽ tự động nhảy vào giữa này. Rồi, nó đã nhảy vào giữa rồi nha. Và hình như mình thấy cái hình của mình nó hơi ngắn hơn so với cái hình của tụi nó. Đúng rồi, mình đây này. Nó 243. Mà hình hình mình bên đây là bao nhiêu? 274. Cái width của mình tới 274 lận. Toan à. Sao width mình tới 274 nha.
Mình đang wish mình 2.4 thì mình phải để cái hay của nó là 2.4 nha. Tại vì cái wish container của mình nó khác với của nó thôi. Cái này sửa cho mình là 2.4 nè. Đúng rồi. Alo, 2.7.4 nha. Rồi, để xem nào. Nó dài hơn được tí nào chưa? Rồi, để vậy cũng được. Rồi, khi mình đem hover vô thì nó có như này. Hover vô thì thằng này nó sẽ là màu đen đúng không? Đây. Hover vô này, đó. Cái icon nó sẽ màu trắng và ông này sẽ là màu đen. Được chưa? Thì làm thêm một cái hiệu ứng nữa là hover này. Hover, khi mà hover là mình sẽ có gọi là background là per gray này 800 gray 8 xị. Tiếp theo là cái hover, cái tag của nó là white. White được chưa? Ok, tag là white. Bây giờ còn một cái nữa là cho cái cursor pointer thôi. Ấy nhầm. Cursor pointer rồi, lưu lại. À, ra test rồi, test công hàng của mình nè. Đó, anh em thấy. Khi mình hover vô này. À, cái border nữa nha. Border này nó phải là ra màu đó nữa thì khi mình hover vô mình sẽ đổi border luôn. Nó sẽ là border gray 8C. Ok, lưu lại. Hover vô nè, rồi. Còn app. Bây giờ cái hiệu ứng là khi mình hover vô thì nó nhảy từ dưới nhảy lên gì nữa. Cái này thì để xem nào, mình có một cái trang gọi là animation á, animation gì đây nè. Đó, vô đây viết cái animation cho nhanh. Mình đang cần cái animation là gì? Lướt lên đúng không? Đây, nó là scale này. Mình đang cần một cái action là slide. Đó, mình đang dùng cái là slide left này, mình đang gọi là slide top. Đây, mình đang cần cái thằng này. Bấm vào cái xuống. Rồi, bây giờ copy hết cái này cho mình. Đây, để xem nào. Cái frame cần đâu. Cứu cho mình cái keyframe này được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi config cái action này trong cái file tailwind.css này. Đó, trong này. Thì để mà chắc chắn á thì mình đã quên cái cú pháp của thằng biết ở đâu rồi, vô tailwind này. Đó, xong vô gọi cho mình cái animation thôi. Gọi cho mình cái keyframe chứ. Rồi, keyframe này. Kéo xuống dưới cùng này, coi thử nó định nghĩa ở đâu. Ở đây này. Đây, keyframe nó định nghĩa ở trong cái extend này. Rồi, vậy thì dễ, trong cái extend đâu rồi, extend đây. Ok, bỏ cái keyframe vào đây, được chưa? Mình đang cần một cái gọi là keyframe. Rồi, mình sẽ hai chấm thằng này. Slide top này bỏ đi, không cần. Để xem nào, keyframe, đầu tiên mình sẽ đặt tên nó. Nên cho nó hết lỗi đúng không? Bây giờ mình sẽ để đặt một cái tên là slide top. Rồi, nó sẽ bằng một cái offset. Rồi, bỏ nó vào đây. Được chưa? Thì trong này mình sẽ cho nó thành string này. Nếu thằng nào không có theo cái cú pháp đặt tên biến thì mình sẽ bỏ nó trong string là được nha. Rồi, thằng này WebKit nó sẽ không có theo quy tắc đặt tên biến đúng không? Cho nó thành string này. Thằng này cũng vậy, cho nó thành string này. Rồi, phải. Nhớ phải nha. Điều chỉnh cho phù hợp lại cái cú pháp của thằng tailwind thôi à. Rồi, như này. Thằng này phải một cái. Thằng này cho thành string này hai chấm. Thằng này cho thành string này. Thằng này cho thành string này. Phải. Rồi, đây, cuối cùng này cho thằng string là xong. Như này là mình đã định nghĩa xong một cái keyframe đó. Bây giờ mình sẽ viết cái animation. Có cái keyframe rồi thì định nghĩa cái animation. Thì animation cũng viết ở trong cái extend này luôn, được chưa? Và cái animation thì qua bên này. Copy luôn cái thằng này. Ctrl C. Đỡ mà gượng ép quá vậy. Ok, vô trong này. Gọi cho mình có gọi là animation này. Cũng là một cái ngọc offset này. Trong này mình sẽ định nghĩa là trùng với tờ tên keyframe luôn cho dễ. Rồi. Size top. Trong này mình sẽ bắt cái thằng này vào đây. Bỏ cái animation này đi. Bỏ đi. Rồi, lưu lại. Bây giờ nó đang gọi là
cái này mình sẽ em để ý nè, nó đang gọi là lướt từ cái 0 về vị trí là -100. Đây là lướt theo cái thầy y nè. Đúng không? Từ 0 đến -100. Nó đang gọi là lướt lên 100 á. Thì bây giờ mình sẽ để nguyên, bỏ cái này trong thằng product này. Trong cái thằng này mình sẽ để là animation. Đó, nó sẽ có một cái slide top này, nhưng mà để như này thì nó vẫn chưa ấy đâu, thì anh em phải ràng buộc nó bằng một cái gọi là khi mà anh em hover vào thì nó sẽ hiện ra, đúng không? Thì chỗ này anh em sẽ cần một cái state để quản lý này, use state. Rồi trong này mình sẽ có một cái state, mình sẽ có gọi là is show option. Rồi chỗ này mình sẽ để là false. Đó thì thằng này mình sẽ bọc nó trong cái ràng buộc bằng cái biến biến đấy, is option này. Nếu mà thằng này là true thì mình mới gọi là gì, hiện nó ra, đúng không? Nó false thì thôi không hiện. Rồi lưu lại sau khi như này á, sao lưu này là để animation là non nha, tao là slide top nè, lưu lại. Rồi đó, ra ngoài nó sẽ thấy là cái thằng này của mình nó mất cái thằng đó rồi. Bây giờ mình sẽ viết một cái bắt sự kiện cho thằng này, bắt sự kiện cho cái thằng thằng cha chứ, cho cái thằng lớn này này, thằng lớn này luôn đi. Wishful test space. Ok, mình sẽ bắt cho cái thằng mà có border đây này. Khi mà anh em hold over vô này, mình sẽ có một cái gọi là on này, on mouse này. Đó, nó có mouse enter này anh em. Được chưa? Mình sẽ e này, mình sẽ thử console log e ra nha. Để coi sự kiện mình bắt được nó là cái gì nha. Tức là mình có bắt được cái sự kiện hay không thôi. Đây, mình sẽ log e này, tức là khi mà mình hover vào cái thằng nào thì mình sẽ log e ra, được chưa? Rồi, bây giờ bấm qua cho mình cái tab console. Ok, mình đang để chuột này, anh em để nha. Cái con chuột của mình nó đang đi ở ngoài nha. Bây giờ mình sẽ thử đưa vô này. Đó, mình đưa vô một cái nó lóc ra một phát liền. Là tức là mình đang enter, tức là mình đang ở bên trong cái thằng được bắt sự kiện của mình. Được chưa? Đó, khi mình lố ra đây này, vô lại này, nó lại nổi lên đúng chưa? Là cái thằng này là một thằng ở ngoài á. Đó, khi mình đúc qua đây nó lại lên này, ra ngoài này, vô lại lên này. Đó, thì bây giờ khi mình bắt sự kiện như này á, là mình sẽ xác. Nếu mà đây nè, anh em để ý là giả sử như mình nó bắt sự kiện như này là quá chung chung đúng không? Thì bây giờ mình sẽ check coi thử là mỗi thằng này nó đều có một cái gọi là ID. Mỗi thằng này nó đều có một cái gọi là ID. Đây, mình sẽ truyền từ thằng cha nha. Để xem nào, từ cái thằng bestseller này, product này xuống này, mình sẽ truyền một cái gọi là BID này, BID bằng cái gọi là element.id này. Rồi lưu lại, vô trong này mình sẽ check nên mình hover vào á, nếu mà if mà cái product data này chấm id bằng 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 bid thì mình sẽ là select cái select option. À đâu cần, cái này không cần nha. Mình đang gọi là tách ra từng cái component rồi, thì chỗ này mình chỉ cần là set set option là true thôi. Nếu mà mình sẽ có một cái gọi là on leaf. On leaf. On mouse chứ. On mouse leaf thì mình sẽ set là false thôi. Chỗ này anh em sẽ là mọi như này e chấm stop, mình sẽ ngăn chặn cái nổi bọt ở đây cho chắc ha nha. Đúng, mình tính lúc này cũng chả cái nổi bọt gì đâu, nhưng mà cứ làm chỗ này cho chắc. Ok, đó là khi mình đưa ra ngoài thì nó sẽ ẩn đi, đưa trong thì nó sẽ hiện lên. Thì cái này mình đang gọi là viết biến này trong phạm vi của một cái product á, nên nó không ảnh hưởng tới cái product thứ hai đâu nha. Đây anh em để này, đó mình vô chuột vô nó hiện lên, đây là nó mất này, cái này cũng vậy, này cũng vậy, đúng chưa? Đó, và lúc này này mình đang gọi là đưa lên 100 pixel á, thì bây giờ mình sẽ viết lại cái CSS cho phần tailwind này. Tức là cái mục tiêu của mình là lúc cái 100% á thì nó phải ở số 0, tức là nó ở vị trí mà đáng ra nó nên có. Còn trước khi đó thì nó sẽ là đi từ cái thằng đó là 40 đúng không? Mình sẽ cho nó đi từ 40 pixel.
40 pixel. 40 pixel, tức là đi từ 40 pixel lên tới vị trí là 0 á, thì nó sẽ đi lên giống như thằng kia thôi. Đó, ha. Được chưa? Được chưa? Đó, để vô hover kiểu này, được chưa? Và hình như thằng này nó nhanh đó. Còn bên mình là hơi chậm thì phải. Ok, thì cũng được đây. Vậy mình cho thằng này sẽ xuống dưới xí nữa nha anh em. Thằng này mình sẽ cho nó là bottom là trừ 10 đi. Trừ 10 pixel nha. Cho nó sẽ xuống tí nữa đi. Rồi. Đó, vậy ổn định này. Được ạ. Bây giờ mình sẽ qua bên này này. Đó, thì khi mình làm vô trong cái thẻ product thì thằng nào cũng sẽ có thôi. Xong, bây giờ chủ yếu là làm cái deal daily nữa là xong ngày hôm nay nha. Thì cái deal daily này để xem nha, có khi là không kịp ạ. Thằng này là nó lấy một cái, tại vì thằng này á nó còn cái bộ đếm giờ nữa nè, mình sẽ làm cái đếm giờ nha, chứ không có để 000 như thằng này nữa đâu nha. Thì cái này để hôm sau đi. Hôm nay mình sẽ làm thêm hai cái ông này đi. Và anh em sẽ thấy là cái hiệu ứng của thằng này nó làm rất là chuối. Cái hiệu ứng khi mà hover vào này, có hai cái hình chữ nhật nó lướt qua nhau này đó, nó cũng sẽ là một cái căng đó nha. Cái này phải lên mạng tham khảo thôi chứ ngồi tự biến nó mất thời gian đó. Và còn nữa là cái này là khi mà nó có hai cái hình này thôi, mình chỉ cần để hai cái hình này vào thôi là xong. Thì vô đây lấy cho mình hai cái hình này thôi, một cái để cái link này thôi, anh trên xe cái link này thôi nha, cũng như là bên này mình sẽ cần một cái. Rồi, mình đang có hai cái link này, được rồi. Qua bên này bây giờ cái product mình không còn nữa, mình sẽ cần cái home thôi. Bây giờ mình sẽ là close all này, bấm vô lại thằng home để mình xem thử là viết được cái gì rồi, được chưa? Nó đang có một cái bestseller ở đây đó, thì mình đang phân vân là viết ở đâu này. Tại vì anh em để ý là khi mình click vào á thì nó vẫn nằm trong phạm vi của thằng bestseller, đúng không? Đây, mình sẽ vô thằng bestseller này. Khi mình click vào nó nằm trong phạm vi đó thôi. Thì chỗ này nè, chỗ này mình sẽ viết một cái thẻ div, mình sẽ để là banner. Rồi, lưu lại. Ra xem sẽ có chữ banner ở dưới nha. Đây, chữ banner ở dưới này. Khi mình click vào này thì cái chữ banner vẫn còn, đúng không? Ok. Tiếp theo là mình sẽ viết hai cái img thôi. Đó, cái link thì qua bên này copy vào. Thằng này ở trên C bỏ vào đây rồi sẽ để cho nó thôi. Cái alt này là cái gì? Alt là khi mà cái ảnh của anh em cái suột nó bị không không có được ảnh thì nó sẽ hiển thị bằng cái chữ alt này nha. Mình sẽ để là banner thôi. Rồi viết class name cho nó. Thằng cha này á, nó class name này, width là full này, được chưa? Hai thằng này nó sẽ có flag này, để ra cho mình là gap là 4 này, và nó sẽ có margin top là 8 đi. Ok. Bây giờ thằng này á mình sẽ để là flex. Flex là one này. Object content này. Rồi, tương tự mình sẽ bê hai thằng này xuống. Copy. Lấy cái suột của thằng này, lấy link của thằng này. Bỏ vào đây. Còn trên V. Rồi, lưu lại xem thử thành quả nào. Rồi, ra đây xem thử thành quả nè. Ok chưa? Hai thằng này nó nằm cách nhau ra một khúc này. Thằng này mình margin lên top 8 thì nó hơi to nha, mình sẽ để 4 thôi. Được rồi. Rồi, nó xích vô rồi. Ok nha. Thì còn cái hiệu ứng mà lướt lướt thì cũng sẽ xin phép là để hôm sau để làm chung với thằng điều deadly này luôn nha. Rồi ok nè. Rồi, hôm nay tới đây thôi.